Vâng, và đêm cũng đã khuya rồi thì em cũng set up cái bộ này để gửi bác ở bạn Long ở Thường Tín, Hà Nội. Thì bác vừa cũng đã mua những con đáy và con cặp lò bót cũng như là mua sản phẩm bên em rồi. Bác cũng đã sở hữu một con cover BM950 bên em rồi. Bác tiếp tục và liên hệ cho em và lấy một số sản phẩm như thế này. Thì không hiểu sao bộ này bác không lấy con vang, chắc vang là bác có rồi. Bác lấy một cặp loa Boss 301 Sonata dòng limited, dòng cao cấp của hãng Boss 3 series phía trước các bác. Cặp loa giá là 17 triệu và con súp Yamaha SW800 bass 30 ốp gầm, dòng súp rất là nổi tiếng của Yamaha, điện 100V, và con cover BM950. Con này xuất Âu, bác bảo lấy cho bác con xuất châu Âu điện 220. Cover BM950 giá 13 triệu 5, em nó 1.400W. Các bác có thể gắn thêm một cặp boss nữa nha các bác, vô tư luôn nha. Và một con năng tiếng DB Aquatech DAC 5S của Mỹ, đến từ điện 220 đến 224. Và con năng tiếng này tiếng rất là hay, tích hợp dàn mã DAC, cổng quang, Bluetooth đầy đủ cho các bác nha. Chỉnh được bass mid treble, con này các bác dùng để nghe nhạc mạng rất là tốt, giá là 2 triệu 200 ngàn. Và sau đây mời các bác cùng nghe. Đây là cái phần volume chỉnh sub nha. Đấy. Sub chúng ta để hai cái này hướng 12 giờ luôn, khi chúng ta canh chỉnh lên con này thôi nha. Sub. Dây nhựa là em sẽ gửi kìm bác đầy đủ quá nha. Đây là đường tín hiệu và ra xuống đáy này. Loa, đây là đường kem sub này. Đấy. Chúng ta chỉ cần dài thôi. Đấy, canh chỉnh volume sub này thôi. Thì sub đang kêu và chúng ta canh chỉnh nhạc. Nếu có con vang thì chúng ta chỉnh lên con vang nó phía hơn, chỉnh lên con đáy quá. Trên con đường xưa đây khi chúng ta nghỉ chúng ta vặn tắt luôn cái sub luôn nha các bác, hay là tắt sub rồi khi chúng ta lỡ bật chúng ta vặn nhà nó không ảnh hưởng gì tới gia đình, nhưng còn cái muốn nghe chúng ta chỉ vặn nhà thôi. Và bộ này thì thiếu một con vang thôi nha các bác, con vang 3 triệu rưỡi nữa là tuyệt vời luôn nha, cái mic vào chúng ta vừa nghe nga karaoke gia đình rồi. Thì bộ này em gửi cho anh Long ở Thường Tín, Hà Nội, thì bác xem video rồi mai em sẽ đóng hàng gửi cho bác nha.